Vâng, Vương Hương rất vui vì hôm nay lần đầu tiên Vương Hương được đàn cho anh hát. Và một người em trai cũng quý vị cũng rất ưa thích trong thời gian vừa qua đã tham gia chương trình âm nhạc Thính Phòng. Đó là anh Lê Toàn và Huy Tâm. Trước khi mà anh Lê Toàn gửi lời chào quý khán giả, kính thưa quý vị, anh Lê Toàn là một trong những người nhạc sĩ mà có dịch những bài hát từ tiếng Anh ra tiếng Việt của chúng ta rất nổi tiếng. Anh sinh hoạt trong làng âm nhạc của chúng ta đã trên dưới 40 năm. Thì đây là một dịp tình cờ anh em gặp nhau. Và xin mời anh Lê Toàn gửi lời chào quý khán giả. Và trước màn hình, Lưu Vũ biết có gia đình anh đang xem chương trình. Anh có những lời nhắn nhủ gửi gắm gì trong đêm Noel? Lê Toàn trước hết xin kính chào quý vị của đài SET. Lê Toàn rất là cảm động tối hôm nay có mặt tại đây cùng với Luân Vũ và Phương Hương và Huy Tâm. Lê Toàn xin gửi lời chúc đến tất cả các bằng hữu gia đình một đêm Giáng sinh rất là an lành, nhất là các bạn ở trên Facebook. Rồi, xin mời Huy Tâm gửi lời chào gia đình cũng như chúc gia đình và quý khán giả thân thương của em. Huy Tâm xin chào tất cả các anh chị ở trong đài. Và Huy Tâm gửi lời chào chúc đến gia đình Huy Tâm đang coi chương trình. Chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành và một năm mới an khang. Hôm nay chúng mình đỏ hết. Thưa quý vị, bởi vì ngày Noel cho nên là ban giám đốc của đài SCT đã nói với gọi điện cho Lưu Vũ, nói Lưu Vũ ơi, chơi nhạc Noel nhé em và nhớ mặc cái gì cho ra Noel. Và xin mời Vương Hương. Vâng, thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm rất quen thuộc, một ca khúc rất nổi tiếng của Mỹ, phải không thưa anh Lê Toàn? Đó là The Christmas Song, mà ca khúc này được anh dịch lời Việt nữa cơ. Anh để tựa là gì thưa anh? Bài ca Giáng sinh Bài này đó đúng ra là The Christmas Song, thì Lê Toàn mạn phép dịch ra thành là bài ca Giáng sinh. Đặc biệt hơn thì Lê Toàn cố gắng viết, mặc dù nó không có phải là dịch ra từng chữ, nhưng mà cái nghĩa chánh của nó là rất là sát nghĩa. Cho nên cái ý nghĩa của bài hát The Christmas Song này, Lê Toàn sẽ được diễn tả bằng tiếng Việt để mời quý vị thưởng thức. Trăng rơi bên ngoài, đoàn người kia còn ngân tiếng trong ca khúc. Bước qua trong áo lông y như Eskimos, thức ăn đã trưng bày với lá hoa xanh trên bàn thật đầy, làm trói chan phút giây sum vầy. Bầy trẻ thơ tròn đôi mắt như sao sáng, sẽ mong chờ mãi trong đêm thần tiên, vì người sẽ xuống thắm nơi trần gian đồ trời giấu trong chiếc bao ấy trên vai người mang. Đây là dịp tốt cho tâm hồn thơ lén lén núp xem sao con nai thần kia biết bay. Lời dấu yêu đến bên nhau trong đêm vui, làm ấm thêm không gian tuyệt vời. Người người chào nhau nhiều câu nói thật êm ái, chúc Giáng sinh đầy an lành.
Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is going to spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas. Christmas to you. Wow, hay. Một bài hát thật tuyệt vời, phải không anh Lê Toàn? Ca từ cũng như giai điệu và lời lời dịch của anh cũng thật là ý nghĩa trong đêm nay. Và Vương Hương biết rồi, quý vị hãy chờ đón một bài hát về Noel nữa nha quý vị, sau phần thông tin thương mại.